Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 22. Elipha người Thê-man bèn đáp rằng: Loài người có ích lợi chi cho Đức Chúa Trời chăng? Người khôn ngoan chỉ ích lợi cho chính mình mà thôi. Dầu ông công bình, đấng toàn năng có vui chi chăng? Tánh hạnh ông trọn vẹn ấy được ích lợi gì cho Ngài sao? Có phải vì Ngài sợ ông nên Ngài trách phạt và xét đoán ông chăng? Sự dữ của ông há chẳng phải lớn sao? Các tội ác ông há không phải vô cùng ư? Vì ông đã lấy của cầm của anh em mình vô cớ và lột quần áo của kẻ bị trần truồng. Ông không cho kẻ khác xin nước uống, chẳng ban cho người đói bánh ăn. Còn người cường thạnh, đất tất thuộc về người, ai được nể vì đã ở tại đó. Ông có đuổi kẻ quá bụa đi tay không, bẻ gãy nơi nương nhờ của kẻ mồ côi. Bởi cớ ấy, ông bị bẫy bao vây, và sự kinh khủng thình lình làm ông rối cực. Hoặc tối tăm ngăn cản cho ông không thấy, và nước tràn chìm ngập ông. Đức Chúa Trời há chẳng phải cao như các tầng trời kia? Hãy xem chót các ngôi sao cao biết bao nhiêu. Còn ông nói: Đức Chúa Trời biết điều gì? Ngài có thể xét đoán ngang qua tâm tối đen kịt sao? Đám mây mịt mịt che phủ Ngài nên Ngài chẳng thấy. Ngài bước đi trên bầu các tầng trời. Ông sẽ giữ theo lối xưa mà các kẻ gian ác đã đi sao? Chúng nó bị truất diệt trước kỳ định. Cái nền họ bị dòng nước đánh trôi đi. Chúng nó nói với Đức Chúa Trời rằng: Chúa hãy lìa khỏi chúng tôi. Lại rằng: Đấng toàn năng sẽ làm được gì cho chúng ta? Dẫu vậy, Ngài có làm cho nhà họ đầy vật tốt. Nguyện các mưu chứa kẻ ác hãy cách xa tôi. Người công bình thấy điều đó và vui mừng, còn người vô tội sẽ nhạo báng chúng nó mà rằng: Kẻ dấy lên cùng chúng tôi quả hẳn bị diệt, và kẻ nào sót lại của chúng, lửa đã thiêu đốt đi. Ấy vậy, ông hãy hòa thuận với Ngài, hãy ở bình an. Nhờ đó, phước hạnh sẽ giáng cho ông. Hãy nhận lãnh luật pháp từ nơi miệng Ngài và để các lời Ngài vào lòng của mình. Nếu ông trở lại cùng đấng toàn năng, tất ông sẽ được lập lại. Nếu ông trừ bỏ sự gian ác khỏi trại mình, ném bửu vật mình vào bụi đất và quăng vàng Ophir giữa các hòn đá của khe, thì đấng toàn năng sẽ là bửu vật của ông. Ngài sẽ là bạc quý cho ông. Vì bây giờ ông sẽ được vui sướng nơi đấng toàn năng và được ngước mắt lên cùng Đức Chúa Trời. Ông sẽ cầu khẩn cùng Ngài, Ngài sẽ nghe lời mình, và ông sẽ trả xong lời khẩn nguyện mình. Nếu ông nhất định việc gì, việc ấy chắc sẽ được thành. Ánh sáng sẽ chói trên đường lối mình. Khi người ta gây cho mình bị hạ xuống, thì ông sẽ nói rằng: Hãy chổi lên. Còn kẻ khiêm nhường, Đức Chúa Trời sẽ cứu rỗi. Đến đổi Ngài sẽ giải cứu kẻ có tội. Thật, kẻ ấy sẽ nhờ sự thanh sạch của tay ông mà được cứu. Chương 23. Gióp đáp rằng: Cho đến ngày nay, sự than xiết tôi hãy còn cay đắng. Tay đè trên tôi nặng hơn sự rên xiết tôi. Ôi, chớ chi tôi biết nơi nào tìm được Chúa, hầu cho đi đến trước tòa án của Ngài. Tôi hẳn sẽ giải bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài và làm đầy miệng tôi những lý luận. Tôi sẽ biết các lời Ngài đáp lại cho tôi và hiểu điều Ngài muốn phán cùng tôi. Chúa há sẽ lấy quyền năng lớn lao Ngài mà tranh luận với tôi sao? Không, Ngài sẽ chú ý về tôi. Tại đó, người ngay thẳng sẽ luận biện với Ngài, và tôi được thoát khỏi kẻ đoán xét tôi đến mãi mãi. Này, tôi đi tới trước, nhưng không có Ngài tại đó. Tôi đi lại sau, song tôi cũng chẳng nhìn thấy Ngài.
qua phía tả khi Ngài đang làm công việc đó, song tôi không phân biệt Ngài được. Ngài ẩn tại phía hữu nên tôi chẳng thấy Ngài. Nhưng Chúa biết con đường tôi đi. Khi Ngài đã thử rèn tôi sẽ ra như vàng. Chân tôi bén theo bước Chúa. Tôi giữ đi theo đường Ngài, chẳng hề sai lệch. Tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài, vẫn vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn lòng tôi. Nhưng Chúa đã một ý nhất định, ai làm cho Ngài đổi được? Điều gì lòng Ngài muốn, ắt Ngài làm cho thành. Điều Ngài đã nhất định cho tôi, tất Ngài sẽ làm cho xong. Trong lòng Ngài còn có lắm điều khác giống như vậy. Bởi cớ ấy tôi kinh khủng trước mặt Ngài. Khi nào tôi tưởng đến bèn sợ hãi Ngài. Vì Đức Chúa Trời khiến lòng tôi buồn ruộng, đấng toàn năng làm cho tôi hoảng sợ. Vì tôi chẳng sợ sệt bởi sự tối tăm, cũng chẳng sợ hãi vì u ám mù mịt che phủ mặt tôi. Chương 24. Nhưng vì đấng toàn năng đã định kỳ phạt ác, cớ sao Ngài không khiến kẻ nhận biết Ngài được thấy ngày ấy? Có người dời suột mộc giới, ăn cắp bầy chiên rồi dẫn cho ăn. Chúng cướp dẫn lừa của kẻ mồ côi, lấy bò của người quá bụa làm của cầm. Chúng khiến kẻ nghèo lìa bỏ đường chính đáng, kẻ khốn cùng của thế gian đồng nhau đi ẩn tránh. Kìa, vừa sớm mai, chúng đi ra làm công việc mình, tìm lương thực mình như lừa rừng nơi đồng vắng. Đồng vắng cấp thực vật cho con cái chúng nó. Chúng nó thâu góp rơm cỏ tại trong đồng ruộng, mót trái nho trong vườn nho của kẻ làm ác. Trọn đêm, chúng nó nằm trần truồng không quần áo và chẳng có mền đắp khỏi lạnh. Chúng nó bị dầm mưa núi, không nơi đuột, bèn nép mình vào hòn đá. Có người cướp kẻ mồ côi cha, còn bú, bắt thế chân áo trên mình kẻ nghèo. Đến đổi người nghèo phải đi trần không áo, vác những bó lúa mà bị đói. Chúng ép dầu trong kho chủ mình, đạp trái nho nơi thùng mà bị khát. Từ trong thành nổi lên tiếng thở than của người ta, linh hồn kẻ bị thương kêu vang. Song Đức Chúa Trời không kể đến tội ác vẫn phạm tại đó. Cũng có kẻ khác thù nghịch với ánh sáng, không biết đạo của ánh sáng và chẳng đi trong con đường nó. Vừa rạng ngày, kẻ giết người trỗi dậy, giết kẻ nghèo khổ và túng cùng. Còn ban đêm, nó như kẻ trộm. Mắt kẻ hành dâm cũng trông ngóng khi chập tối, mà nói rằng chẳng một mắt ai sẽ thấy tôi, và nó che kín mặt mình. Đang đêm tối tăm, chúng nó khoét nhà, ban ngày lại rút ẩn mất. Chúng nó chẳng biết ánh sáng. Buổi sáng vốn là bóng chết cho chúng nó thay thải, vì chúng nó biết sự kinh hãi về bóng sự chết. Chúng nó qua chong chóng như vật nhẹ trôi nơi mặt nước. Phần nghiệp họ bị rủa xả tại trên đất, chẳng còn trở về lối vườn nho nữa. Sự khô hạn và sự nắng tiêu tan nước tuyết đi. Âm phủ cũng làm như vậy cho những kẻ có tội. Lòng mẹ sẽ quên chúng nó đi. Các sâu bọ ăn ngon chúng nó. Người ta không còn nhớ họ nữa. Và sự gian ác sẽ bị bẻ gãy ra như cây cối. Chúng nó cướp giật người đàn bà son sẻ không sinh con, chẳng làm điều lành cho người quá bụa. Song Đức Chúa Trời lấy quyền năng Ngài mà bảo toàn người thế lực. Ngài đỡ lên kẻ hết trông được bảo toàn mạng sống mình. Đức Chúa Trời ban cho chúng sự vững vàng, chúng nương cậy nơi sự ấy. Nhưng con mắt Ngài coi chừng đường lối của chúng. Chúng được cao trọng, đoạn một ít lâu chẳng còn nữa. Chúng ngã xuống, bị cất đem đi như mọi người khác. Họ bị cắt như ngọn vé lúa vậy. Nếu điều đó chẳng vậy, ai bắt lẽ tôi nói dối và diệt lời giảng luận tôi ra hư không? Thi Thiên 15. Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngủ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài? Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình và nói chân thật trong lòng mình. Kẻ nào có lưỡi không nói hành, chẳng làm hại cho bạn hữu mình, không gieo sỉ nhục cho kẻ lân cận mình. Người nào
khinh dễ kẻ gian ác, nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va. Kẻ nào thề nguyện, dầu phải tổn hại cũng không đổi dời gì hết. Người nào không cho vay tiền lấy lời, chẳng lãnh hối lộ đặng hại người vô tội. Kẻ nào làm các điều ấy sẽ không hề rúng động. Chương 4. Khi Chúa đã hay rằng người Pha-ri-si có nghe đồn Ngài gọi và làm phép báp têm được nhiều môn đồ hơn dân. Kỳ thật không phải chính Đức Chúa Giê-xu làm phép báp têm nhưng là môn đồ Ngài. Thì Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê. Và Ngài phải đi ngang qua xứ Sa-ma-ri. Vậy Ngài đến một thành thuộc về xứ Sa-ma-ri gọi là Si-kha, gần đồng ruộng mà Gia-cốp cho Giô-sép là con mình. Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Nhân đi đàn mỏi mệt, Đức Chúa Giê-xu ngồi gần bên giếng. Bấy giờ độ chừng giờ thứ sáu, một người đàn bà Sa-ma-ri đến múc nước. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hãy cho ta uống, vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Người đàn bà Sa-ma-ri thưa rằng: ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi là một người đàn bà Sa-ma-ri sao? Số là dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Sa-ma-ri. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống. Người đàn bà thưa: hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi, chính người uống giếng này cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa. Vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Người đàn bà thưa: lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Người đàn bà thưa rằng: tôi không có chồng. Đức Chúa Giê-xu lại phán: ngươi nói rằng tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. Điều đó ngươi đã nói thật vậy. Người đàn bà thưa rằng: lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hỡi người đàn bà, hãy tin ta. Giờ đến khi các ngươi thờ lại Cha chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Người đàn bà thưa: tôi biết rằng đấng Mê-si, nghĩa là đấng Christ phải đến. Khi Ngài đã đến sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: ta, người đang nói với người đây, chính là đấng đó. Khi đó môn đồ tới đều sững sờ về Ngài nói với một người đàn bà, nhưng chẳng ai hỏi rằng thầy hỏi người ấy điều chi hay là sao thầy nói với người. Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng: hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải là đấng Christ sao? Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Xong le môn đồ nài nỉ một bên Ngài mà rằng: thưa thầy, xin hãy ăn. Ngài đáp rằng: ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. Vậy môn đồ nói với nhau rằng: có ai đã đem chi cho thầy ăn chăng? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Các ngươi há chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi, hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Con gặt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời.
hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ. Vì đây, người ta có thể nói rằng, người này thì gieo, người kia thì gặt là rất phải. Ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm, kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ. Có nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài, vì cớ lời đàn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng, Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Vậy, các người Samari đã đến cùng Ngài, xin Ngài vào trọ nơi mình. Ngài bèn ở lại đó 2 ngày. Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa. Họ nói với người đàn bà rằng, ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu, vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Khỏi 2 ngày ấy, Đức Chúa Giê-xu từ đó đi qua xứ Ga-li-lê, vì chính Ngài đã phán rằng một người tiên tri chẳng bao giờ được tôn kính trong quê hương mình. Khi đã đến xứ Ga-li-lê, Ngài được dân xứ ấy tiếp rước tử tế, bởi dân đó đã thấy mọi điều Ngài làm tại thành Giê-ru-sa-lem trong ngày lễ, vì họ cũng có đi dự lễ. Vậy, Ngài lại đến thành Cana. Trong xứ Ga-li-lê là nơi Ngài đã hóa nước thành rượu. Nguyên ở tại thành Ca-bê-na-um có một quan thị vệ kia, con trai người mắc bệnh. Quan đó nghe Đức Chúa Giê-xu đã từ xứ Giu-đê đến xứ Ga-li-lê, bèn tìm đến và xin Ngài xuống đặng chữa cho con mình gần chết. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ thì các ngươi chẳng tin. Quan thị vệ trả lời rằng, lạy Chúa, xin Chúa xuống trước khi con tôi chưa chết. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy đi, con của ngươi sống. Người đó tin lời Đức Chúa Giê-xu đã phán cho mình, bèn đi. Người đang đi dọc đàn, các đầy tớ người đến đón mà rằng, con trai chủ sống. Người bèn hỏi họ con trai mình đã thấy khá nhằm giờ nào. Họ trả lời, bữa qua, hồi giờ thứ 7, cơn rét lui khỏi. Người cha nhận biết rằng, ấy là 9 giờ đó, Đức Chúa Giê-xu đã phán cùng mình rằng, con của ngươi sống, thì ngươi với cả nhà đều tin. Ấy là phép lạ thứ 2 mà Đức Chúa Giê-xu đã làm khi Ngài từ xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê. Chương 5. Kế đó, có một ngày lễ của dân Giu-đa, Đức Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem. Số là, tại thành Giê-ru-sa-lem, gần cửa chiên, có một cái ao, tiếng Hebrew gọi là Bê-tết-đa. Xung quanh ao có 5 cái vòm cửa. Những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại sụi nằm tại đó rất đông, chờ khi nước động, vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao làm cho nước động. Lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết bất kỳ mắc bệnh gì cũng được lành. Nơi đó, có một người bị bệnh đã được 38 năm. Đức Chúa Giê-xu thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày thì phán, ngươi có muốn lành chăng? Người bệnh thưa rằng, lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động. Lúc tôi đi đến thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi. Và bây giờ là ngày Sa-bát. Các người Giu-đa bèn nói với kẻ được chữa lành rằng, nay là ngày Sa-bát, ngươi không phép mang giường mình đi. Người trả lời rằng, chính người đã chữa tôi được lành biểu tôi rằng hãy vác giường ngươi và đi. Họ hỏi rằng, người đã biểu ngươi hãy vác giường và đi là ai? Nhưng người đã được chữa lành không biết là ai, vì Đức Chúa Giê-xu đã lẫn trong đám đông tại chỗ đó. Sau lại, Đức Chúa Giê-xu gặp người đó trong đền thờ, bèn phán rằng, kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng? Người đó đi nói với các người Giu-đa rằng ấy là Đức Chúa Giê-xu đã chữa lành cho mình. Nhưng đó, dân Giu-đa bắt bớ Đức Chúa Giê-xu vì cớ Ngài làm những sự ấy trong ngày Sa-bát. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng, cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Bởi cớ đó, dân Giu-đa càng kiếm cách nữa để giết Ngài, chẳng những vì Ngài phạm ngày Sa-bát thôi, mà lại vì Ngài gọi Đức Chúa Trời là thân phụ mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời. Vậy Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán cùng họ rằng, quả thật,
ta nói cùng các ngươi, con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy cha làm. Vì mọi điều cha làm, con cũng làm y như vậy. Cha yêu con và tỏ cho mọi điều cha làm. Cha sẽ tỏ cho con công việc lớn lao hơn những việc này nữa để các ngươi lấy làm lạ lùng. Vả, cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì con cũng ban sự sống cho kẻ con muốn thể ấy. Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho con, đặng ai nấy đều tôn kính con cũng như tôn kính cha vậy. Ai không tôn kính con, ấy là không tôn kính cha, là đấng đã sai con đến. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Quả thật ta nói cùng các ngươi, giờ đến và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống. Vì như cha có sự sống trong mình, thì cha cũng đã ban cho con có sự sống trong mình vậy. Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho con vì là con người. Chớ lấy điều đó làm lạ, vì giờ đến khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi. Ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. Ta không thể tự mình làm nổi việc gì. Ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của đấng đã sai ta. Nếu ta tự mình làm chứng lấy, thì sự làm chứng ấy không đáng tin. Có người khác làm chứng cho ta, và ta biết rằng chứng người đó làm cho ta là đáng tin. Các ngươi có sai sứ đến cùng dân, thì người đã làm chứng cho lẽ thật. Còn ta, lời chứng mà ta nhận lấy chẳng phải bởi người ta, nhưng ta nói vậy đặng các ngươi được cứu. Dân là đuốc đã thắp và sáng, các ngươi bằng lòng vui tạm nơi ánh sáng của người. Nhưng ta có một chứng lớn hơn chứng của dân, vì các việc cha đã giao cho ta làm trọn, tức là các việc ta làm đó làm chứng cho ta rằng cha đã sai ta. Chính cha là đấng đã sai ta cũng làm chứng về ta. Các ngươi chưa hề nghe tiếng Ngài, chưa hề thấy mặt Ngài, và đạo Ngài không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin đấng mà Ngài đã sai đến. Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời, ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Ta chẳng cầu vinh hiển bởi người ta mà đến đâu, nhưng ta biết rằng các ngươi chẳng có sự yêu mến Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Ta đã nhân danh cha ta mà đến, các ngươi không nhận lấy ta. Nếu có kẻ khác lấy danh riêng mình mà đến thì các ngươi sẽ nhận lấy. Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thế nào các ngươi tin được? Chớ ngờ rằng ấy là ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt cha. Người sẽ tố cáo các ngươi là Môi-se, là người mà các ngươi đã trông cậy. Vì nếu các ngươi tin Môi-se cũng sẽ tin ta, bởi ấy là về ta mà người đã chép. Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép, các ngươi há lại tin lời ta sao? Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài.
Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.